thật kinh ngạc làm sao. Hình như có một bóng người mờ ảo đang hiện ra từ thân và cành của cây tùng. Thân cây tùng là thân người, cành cây là tay chân. Hình ảnh đó ban đầu mờ mờ, ảo ảo, nhưng càng lúc càng hiện rõ hơn. Rõ ràng, đó là một hình người với dốc dáng mảnh mai, gầy gò và cái đầu trọc lóc, hai hố mắt sâu đen ngòm, má hóp, da tái nhợt như một người chết trôi sông. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã nhận ra người đó là ai rồi. Hắn hét lên một tiếng kinh hoàng và đứng sững người ra, không còn cử động gì được nữa. Mồ hôi hắn giã ra như tắm. Sau một lúc lâu, hắn mới hoàn hồn được đôi chút, hốt hoảng kêu thét lên. Là ông đó sao? Hình bóng nhà sư hiện ra mờ ảo dưới ánh trăng, từ từ đi về phía Tô Cự Bị, càng lúc càng gần hơn, khiến cho hắn vô cùng hoảng sợ, đứng chôn chân một chỗ như trời trồng, không còn đủ sức để chạy trốn. Nhưng rồi một lát sau, bản năng sinh tồn trong hắn chợt trỗi dậy. Hắn thét lên một tiếng lớn, rồi dùng quay người bỏ chạy thục mạng vào nhà. Bên tai vẫn nghe văng vẳng như có tiếng chân người đuổi theo dồn dập. Chạy vào nhà rồi, hắn đóng sầm cửa lại, lao nhanh vào phòng và nhảy lên giường, kéo chăn trùm kín cả người. Nhưng sau khi nằm yên trên giường một lúc, cơn sợ hãi lắng xuống và dòng máu ngang tàn của một kiếm khách trước đây bỗng trỗi dậy trong hắn. Hắn tung chăn, bước xuống giường, mở khóa chiếc hòm gỗ đã từ lâu cất giữ hai thanh kiếm ngày xưa.